29. Quỷ viên Chu, chuyện này e rằng không phù hợp. Công tác di dời về phương Nam do quốc phủ phê duyệt, làm sao nói dừng là dừng lại được? Nếu như gian dật xảy ra chuyện thật, thì quốc phủ cũng phải tạ tội với quốc dân. Tiền tuyến chiến sĩ đang chiến đấu đổ máu, hậu phương tiểu nhân lại làm loạn. Anh Di Hòa, chúng ta không thể chấp tiểu nhân được. Để ông ta tham gia phá hoại công tác đóng gói gian dật, không thể tiếp tục tiến hành thuận lợi. Nhiệm vụ trước mắt là phải để gian dật nhanh chóng đến phương Nam. Chỉ có đến Nam Kinh an toàn mới có thể ngăn cản được ý kiến của quần chúng. Đúng rồi, Từ Châu bây giờ rốt cuộc ra sao rồi? Tôi đang chuẩn bị đến Từ Châu một chuyến. Công việc cố cung hãy tạm quản lại. Đúng rồi, anh Di Hòa, lần này tôi đi Từ Châu, anh có cần tôi mang gì đến cho Hoàng Nghị không? Tôi bảo cậu điều tra Đinh Dương, Cao Mộ Khoan, sao vẫn chưa có kết quả? Không điều tra được mối quan hệ của họ. Họ nói có quen nhau trước đây, tôi thấy là không giống. Cậu nói xem hai người đang che giấu gì? Có thể nào là... Tôi cũng có nghi ngờ đó. Chị cậu không nói gì với cậu sao? Cậu xem tôi nói gì được. Chị tôi quá thâm sâu. Đúng vậy. Nhậm Chính Thu, hai người làm gì thế? Muốn tạo phản à? Không dám. Cậu nói trước đi. Cậu nói đi. Từng người một nói. Ai nói trước? Vậy được. Hai chị em cậu nói đi. Tôi ra ngoài cho thoáng. Ngồi đi. Chị, em muốn hỏi chị, việc di dời gian dật lần này cả nước quan tâm, từ trên xuống dưới, từ quân Nhật đến hội Đăng Thanh đều có ý nhằm vào gian dật. Em muốn biết mọi người nghĩ thế nào. Em chỉ cần lo bảo vệ tốt cho gian dật là được. Số 45. Số 46. Cậu không sao chứ? Không sao. Dương Dương, thực ra cậu nên nghỉ ngơi vài ngày đi. Những việc này bọn mình đều làm được. Cậu cứ để cho mình làm đi. Nếu không làm mình sẽ nghĩ đến anh ấy. Cậu và Mậu Quang đã có quen biết từ trước. Chị sắp về Bắc Bình rồi. Em muốn trước khi chị đi, có thể giải thích cho em rõ ràng. Lập Văn đang canh gác ở bên ngoài. Không sao đâu, chị nói đi. Từ khi bắt đầu việc di dời gian dật, bọn chị vẫn luôn giúp đỡ em. Sau này cũng sẽ giúp đỡ em. Vậy Đinh Dương có phải cũng là đảng Cộng sản? Hai chúng mình đã yêu nhau được 3 năm. Nhược Tư, mình vẫn luôn giấu cậu là vì nghĩ đến sự an toàn của cậu. Hy vọng cậu hãy tha thứ cho mình. Mình hiểu. Chị, Mậu Khoan là người mà em rất kính trọng. Em rất buồn về cái chết của cậu ta. Cậu ta là người của chị phải không? Chuyện nên hỏi thì hỏi, chuyện không nên hỏi thì đừng thăm dò. Mậu Khoan chết có ý nghĩa. Cậu ấy là niềm tự hào của Trung Quốc. Chị, em hiểu ý của chị. Em cũng không muốn làm khó chị. Em hãy chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi gian dật đến nơi an toàn, em hãy nghĩ đến tương lai của mình, cũng nghĩ đến tương lai của đất nước chúng ta. Sau đó hãy đưa ra quyết định. Chị, lần đầu khi em mới biết được thân phận thực sự của chị, em đã không hiểu. Nhưng bây giờ trên hành trình này xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, các chị đã lựa chọn khiến em vô cùng khâm phục. Hoàng Nghị,
Em có thể nghĩ được như vậy chị rất vui. Chị biết em là người có trách nhiệm, lựa chọn liên quan đến cả đời. Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, chị em chúng ta có thể nói chuyện với nhau rõ ràng hơn. Anh về rồi à? Anh uống rượu sao? Sao thế? Anh uống nước đi. Anh. Đừng mà. Anh. Đừng mà. Anh. Anh. Đừng mà. Anh. Đừng mà. Anh. Đừng. Đừng làm vậy. Không được. Không được. Ai đó? Điền Huệ. Anh. Là anh à? Còn ai được nữa? Sao vậy? Gặp ác mộng à? Mời thấy Hon Gia. Em. Anh đến đây là muốn hỏi em, có phải là em nhớ ra chuyện gì rồi không? Em và tên Hon Gia đó trước đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em không quen anh ta. Em sẽ không quen anh ta. Anh tin em đi. Anh tin em. Nhưng Diêu Cương nói với anh, bây giờ em không thiết ăn uống gì cả. Như vậy là không được. Anh. Em biết. Anh vì em mới thả Hon Gia. Vì em cũng là vì Văn Vật. Sự an toàn của em và Văn Vật đều quan trọng như nhau. Anh. Sau này dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ đối xử tốt với em chứ? Tất nhiên rồi. Em là em gái của anh. Anh vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy. Nhưng chúng ta vẫn không phải là anh em ruột. Lỡ như Điền Quệ. Em tỉnh rồi à? Chị cũng không biết làm gì nữa. Đã nấu cho em một ít cháo, em ăn chút đi, trên tủ ăn cho nóng. Cảm ơn chị Nhược Tư. Quang Nghị, hai người nói chuyện đi. Để Điền Quệ ăn cháo. Được, chị dâu em đã nấu cháo rồi. Em tranh thủ ăn cho nóng, anh còn có gì? Nhược Tư, em không sao chứ? Anh xem, tuyết rơi rồi. Anh xem, tuyết rơi nhiều quá. Đúng thế, tuyết rơi nhiều quá. Đúng thế, mắt thường nhìn thấy tuyết sắp phủ kín đường rây rồi. Tuyết rơi nhiều như vậy, công việc này phải làm sao đây? Đợi đến ngày mai, những binh sĩ công trực ban cũng sẽ đến cào tuyết. Cào tuyết không cần kỹ thuật, người của cố cung chúng ta cũng sẽ làm. Được, đúng thế. Thiếu tá, vết thương của ngài không sao chứ? Vết thương của tôi không có vấn đề gì. Điều tôi không ngờ là thuộc hạ của Nhậm Quang Nghị lại dám dùng thân mình để che bom đạn. Quân nhân như thế đáng ra để chúng ta tôn kính. Thiếu tá, ngài cho rằng chúng ta còn có cơ hội để ra tay với Văn Vật không? Trận tuyết rơi này rất đúng lúc. Tuyết rơi nhất định sẽ có thể ngăn cản được kế hoạch Văn Vật di dời về phương Nam. Sakura đến Từ Châu rồi phải không? Vâng. Lúc đầu gặp phải nguy hiểm đã bị Sakura tuyên truyền khắp nơi, đã đăng lên báo của Bắc Bình. Tốt. Chỉ cần tàu chuyên chở Văn Vật không di chuyển, chúng ta vẫn còn có cơ hội ra tay. Đi đi. Đội trưởng.
Đội trưởng, đội trưởng. Trận tuyết này đã rơi cả đêm rồi. Tuyết rơi là tốt, chỉ có điều rơi không đúng lúc, càng không đúng nơi. Mấy chị em đang định làm gì thế? Đi cào tuyết. Bọn em không cần đi, tiến độ thật nhanh, chỉ cần nửa ngày là kết thúc. Sao thế, coi thường bọn em à? Không dám, để anh cầm cho. Không cần, để anh. Có thể sớm chút nào hay chút đó cũng được. Đúng rồi. Chú Mã, Chính Thu, Nhược Tư, Đinh Dương, Viện trưởng Mã, chú đến đây thăm mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Mọi người vất vả rồi. Tàu chuyên chở dân vật dừng lại ở Từ Châu, các chú ở lại Bắc Bình, hằng ngày đứng ngồi không yên. Bây giờ khi nào thì có thể đi được, đều phải trông cậy vào ông trời rồi. Dân, đường ra dễ tu sửa nhưng đường đi rất khó, thời tiết không ủng hộ chúng ta. Đúng vậy, ông trời đang thử thách ý chí của chúng ta, muốn xem chúng ta kiên định hay là không kiên định. Viện trưởng Mã, muốn mắng thì ông cứ mắng thẳng đi. Cậu đáng bị mắng. Những chuyện trước đây tôi đã nghe nói rồi. Quan Nghị đã lấy tính mạng mình để bảo vệ cho cậu. Cậu phải trân trọng cơ hội này. Ông yên tâm đi, lần này tôi vô cùng kiên định, tôi tuyệt đối sẽ không hài lòng. Anh Doanh, anh Sâm Ngọc, cho dù gian nan đến đâu, nhất định cũng phải đưa dân vật đến Nam Kinh. Nếu không, việc di dời dân vật về phương Nam sau này sẽ khó thực hiện được. Anh Mã à, Vô Doanh sẽ cố gắng toàn lực cống hiến hết mình. Cảm ơn anh. Chú Mã, Quan Nghị, việc nội gián điều tra thế nào rồi? Tên nội gián đó rất giảo quẹt, hắn vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Đi. Theo như tiến độ hiện nay, tuyết sắp được cà bằng rồi. Các anh em đồng chí, mọi người đã vất vả rồi. Tàu chở dân vật dừng lại ở Từ Châu, chúng tôi ở hậu phương cũng vô cùng nôn nóng như mọi người. Con đường di dời về phương Nam mới vừa bắt đầu, mọi người trải qua rất nhiều nguy hiểm. Trong hàng ngũ của chúng ta đã có người vì bảo vệ văn vật mà hy sinh tính mạng quý báu của mình. Có thể thấy được, sau này sẽ còn rất nhiều nguy hiểm hơn nữa đang đợi mọi người đi khắc phục. Đây chắc chắn là một trận chiến bảo vệ văn vật vô cùng gian khổ. Theo như tôi được biết, việc di dời văn vật quy mô như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Toàn quốc đến toàn thế giới đều quan tâm đến các bạn đang theo dõi việc di dời văn vật về phương Nam lần này. Các bạn đang ở trong dòng chảy của lịch sử, đang tạo nên lịch sử. Tôi tin rằng thắng lợi nhất định sẽ thuộc về phe chính nghĩa chúng ta. Việc cào tiết sẽ nhanh chóng thôi. Đội trưởng, thiếu soái có điện báo. Thiếu soái nói gì? Đã liên hệ với quân đội đóng ở Từ Châu, sẽ có một đội binh lực đến đây để hợp sức. Như vậy chúng ta có thể yên tâm hơn rồi. Nhưng chúng ta không có thời gian thẩm tra từng người một, vì vậy không thể để họ đến gần được. Vậy nên những người đáng tin cậy thì hơn. Diệp Quan, có. Quân đội Từ Châu đến, nhất định phải cách xa 100 mét. Trong vòng 100 mét nhất định phải có người của ta. Rõ. Đi đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lát nữa chọn món cho tôi. Được, cậu ăn gì? 2 cân bào ngư, 1 tôm hùm. Ở đây có bố bào ngư không? Lấy cho tôi. Nhưng mà tôi có nhầm phòng không đấy? Nhân sinh nơi đâu mà chẳng có tương phùng. Sao cô lại ở đây? Tòa soạn cử tôi đến để viết bài. Tin lớn. Tiểu Bao, đi gọi món. Đóng cửa lại. Dân.
Thế nào? Lại là tin lớn gì? Lấy tin tức từ chỗ tôi, sau đó quay lưng lại bán đứng tôi. Anh Triệu, anh quá nhỏ nhen đấy. Vẫn còn nhớ chuyện lần trước. Người ta lúc nãy cũng đã coi anh là bạn tốt. Bạn bè tốt, bạn bè tốt như thế nào? Anh nói xem. Nhưng mà tình bạn này cần phải có được nuôi dưỡng. Tôi nghe nói anh bị Nhậm Hoàng Nghị làm mất hết quyền lực. Cô xem cô đang nói gì kìa. Làm sao có thể chứ? Anh ta đang giúp tôi sửa đường sắt. Việc bẩn thỉu đó cần tôi lo sao? Đúng thế. Nhưng mà Nhậm Hoàng Nghị, anh ta không chỉ gạt bỏ mình anh. Anh ta chỉ tin chính bản thân mình. Tôi nghe nói quân đội Từ Châu cũng bị anh ta xếp ở vòng ngoài. Dương Lập Văn là tội phạm. Anh dung túng cho anh ta đi lại vòng trong. Còn quân đội chi viện thì ở bên ngoài. Anh làm vậy là sao? Dương Lập Văn hiện tại đang lập công chuộc tội. Anh ta hiểu về địa hình này. Để quân chi viện bảo vệ vòng ngoài có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì? Anh tin tưởng tội phạm mà lại không tin tưởng quân đội. Tôi cho anh biết, tôi là người đặc phái. Tôi có thể cắt chức anh. Cậu là đặc phái của Quốc dân đảng, không phải là của tôi. Triệu Quang Hy, cậu không có quyền cua tay múa chân ở đây. Nhậm Hoàng Nghị, đặc phái Diên Triệu. Đặc phái Diên Triệu, mục đích của mọi người đều như nhau, đều là vì Giang Dật được đưa đến Nam Kinh sớm hơn. Trước khi tôi đến đây đã gặp tướng quân Trương Học Lương. Trương tướng quân có cùng ý kiến với chúng tôi. Công tác áp giải lần này, Nhậm Hoàng Nghị có quyền chỉ huy tuyệt đối trong việc bảo vệ sự an toàn của Giang Dật. Diện Trữ Mã, ông đây là chê tôi cản trở công việc. Không sai. Được. Được. Quang Nghị à, cháu chịu thiệt rồi. Chú Mã, không có gì. Quang Nghị, trước khi chú đến đây, anh Di Hòa có bảo chú nhắn với cháu một câu. Cha cháu nhắn gì? Lần này tôi đi Từ Châu, cậu có gửi gì cho Quang Nghị không? Giờ Diện Trữ Mã hãy nói giùm tôi. Bảo nó nhất định phải nhớ kỹ tên của nó, tại sao phải gọi là Nhậm Hoàng Nghị. Sĩ không thể không cứng cỏi, không nghị lực. Nào, con trai, con qua đây. Hôm nay cha dạy con viết hai chữ. Chữ này đọc là quăng. Quăng. Đúng, quăng. Chữ này đọc là nghị. Nghị. Hoàng Nghị chính là tên của con sao? Đúng rồi. Con có biết ý nghĩa của nó không? Con không biết. Hôm nay cha sẽ nói cho con biết. Câu nói này bắt nguồn từ Luận Ngữ. Một người nhân sĩ, một người quân tử, anh ta nhất định phải có được lòng bao dung độ lượng, có nhân phẩm kiên cường nghị lực. Bởi vì trên vai của anh ta gánh vác sứ mệnh to lớn để thực hiện lý tưởng của mình. Anh ta không được sợ đường xa vất vả, phấn đấu trọn đời, đến lúc chết mới thôi. Vì thế mà cha đặt cho con là Quang Nghị sao? Đúng, cha muốn nói cho con, người sống trên đời không có gì là thuận buồm xuôi gió. Con đường đời gặp gềnh chông gai, có lúc thăng trầm. Sau này, khi nào con gặp khó khăn, con hãy nghĩ lại tại sao mình tên là Quang Nghị. Sĩ không thể không cứng cỏi, không nghị lực, đường xa nhiệm vụ nặng nề. Đúng. Chú Mã, nhờ chú hãy nhắn lại với cha cháu. Cháu nhất định sẽ không để ông ấy thất vọng. Được. Không hổ danh là thế hệ sau của cố cung chúng ta. Chú thật sự vui mừng cho Di Hòa. Nào, uống nước đi. Chị Chính Thu, khi nào chị về Bắc Bình? Đợi sửa xong đường sắt, mọi người khởi hành rồi chị sẽ về. Chị cũng rất muốn được đi với mọi người áp tải Giang Dật đến Nam Kinh, nhưng chị không có lý do và tư cách thích hợp. Sau này trên tàu chỉ còn lại có mình em. Nhưng em yên tâm đi, Lập Văn và Hoàng Nghị biết thân phận của em. Có gì em có thể liên lạc với họ. Em biết rồi. Phải rồi. Cái này là cách thức liên lạc với đảng chúng ta ở khu phố khẩu. Chị lo lắng tàu đến đó sẽ gặp phiền phức.
Nếu như có gì cần thiết, em phụ trách liên lạc với họ. Được, chị yên tâm đi. Đồng chí Đinh Dương, vì Mậu Quang em phải phấn chấn lên. Quốc thù gia hận không cho phép em thất bại. Chị yên tâm đi, chị Chính Thu. Em tuyệt đối sẽ không vì lý do cá nhân mà làm lỡ việc. Thiếu tá, quân đội đóng quân ở Từ Châu đã bắt đầu lên đường. Giờ Nhậm Quang Nghị bảo vệ tàu chặt chẽ, có phải là người của chúng ta không có cơ hội nữa không? Cô và tên Triệu kia gặp nhau chưa? Ý của thiếu tá là cái thóp của Triệu Quang Hy đang ở trong tay chúng ta, vẫn lợi dụng hắn để tiếp cận gian vật. Thiếu tá muốn biến Triệu Quang Hy thành con át chủ bài. Hãy nhớ, đối với đối thủ mạnh như Nhậm Quang Nghị, chỉ có một con át chủ bài thì không đủ. Cô xem, nếu như tôi đem quan hệ của cô với tôi nói với Hoàng Nghị, Hoàng Nghị sẽ nghĩ như thế nào? Hoàng Nghị sẽ nhận người em gái như cô không? Hoàng Nghị có còn ở bên cô nữa không? Nói thật với cô, thời gian cho cô đã đến. Nhanh chóng làm việc. Tôi có thể nói với cô, gói thuốc này là thuốc mê hoặc. Chỉ cần để Nhậm Quang Nghị uống nó, vậy thì hắn sẽ hôn mê. Vậy thì tôi có thể giúp cô và Quang Nghị cùng nhau cao chạy xa bay, mãi mãi ở bên nhau. Làm không chậm chứ. Các anh em, nắm bắt thời gian, tận dụng thời gian đến tối đa. Được, được. Nếu như sáng mai có thể xuất phát thì tốt rồi. Anh, Điền Huệ, anh Lập Văn, em nấu canh thuốc giải hạn cho mọi người. Nào nào, mọi người uống canh đi. Nào mọi người hãy nghỉ một chút, cùng nhau uống canh đi. Được, được, đi uống canh. Đi, anh. Của anh đây. Của anh. Tôi thấy cái này ngon đấy, tôi muốn uống. Của anh bên đó. Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên. Điền Huệ, thế này đi, em về phòng y vụ đi. Ngộ nhỡ như có bệnh nhân nào đến đó thì không hay. Anh, vậy... Không, không. Em về trước đi. Về đi. Được đấy người anh em. Bên này toàn người đẹp nhỉ. Nhiều người đẹp gì? Điền Huệ không phải lúc nào cũng vậy. Sao có thể giống nhau được? Trước đây em gái với anh trai, bây giờ trong mắt đã là tình nhân của mình rồi. Cậu nói xem cô ấy có phải là sống sót trốn được khỏi chỗ hoang gia mới có chút bộc phát tình cảm không? Tôi lại hy vọng nếu như cô ấy bộc phát, cũng nên bộc phát cả lý trí nữa. Nhìn cái gì mà nhìn, nhanh chóng uống canh đi. Diện trữ mã. Người Nhật Bản Triệu Quang Hy, quân Đan Thanh, mãi vẫn không chết tâm với thiếp trung tu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta. Xem ra thùng gian vật này rất quan trọng. Các người phải trông coi thật cẩn thận đấy. Nhược Tư à, cháu với là tố của hội Đan Thanh, sao lại trở thành quan hệ thầy trò vậy? Thực ra còn ở Bắc Bình, bà ấy đã muốn nhận cháu làm đệ tử, nhưng cháu vẫn chưa đồng ý. Lần này đồng ý với bà ấy cũng là vì muốn thoát thân khỏi hội Đan Thanh, nên mới đồng ý với bà ấy. Về chức vụ trưởng môn do bà ta truyền lại cho cháu, lại có chuyện gì? Thật ra bà ấy truyền lại cho cháu chức vụ trưởng môn là muốn giữ lại chân Hoàng Nghị để lừa lấy gian vật. Hãy viết rõ lại tường tận chuyện này cho ta, rồi giao lại cho bác, được chưa? Dược Tư, làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu. Sau này nếu như có người truy cứu, bác cũng có thể dễ dàng làm chứng cho cháu. Nếu như cháu có danh phận là học trò của La Tố, vậy thì cháu có từng nghĩ sau này sẽ theo bà ấy học nghệ không?
Điều này... Diện Trữ Mã, Nhược Tư, nếu như có thể thuyết phục La Tố cắt đứt ý niệm đối phó với Giang Dật, vậy thì thêm một thủ nghệ cũng tốt mà. Nhược Tư à, sau này nếu có cơ hội, cháu có thể thử công việc của bà ấy. Trưởng môn, ấm hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Đại phu nói đừng để bị nhiễm lạnh. Lần này đi đường vất vả. Được rồi Tiểu Nguyệt, đừng nói nữa. Sư muội, sư huynh thế nào rồi? Thu dọn cũng gần xong, có thể xuất phát được rồi. Vất vả cho anh là điều nên làm. Sư muội, sau khi đến phố cậu, muội có dự định gì không? Để Lập Giang xuống phố thì chúng ta có thể động thủ. Tôi có thể nói cho cô nghe, đây là thuốc mê. Chỉ cần cô khiến cho Nhậm Hoàng Nghị uống, đến phố khẩu rơi vào trạng thái hôn mê, vậy thì tôi có thể giúp cô và Nhậm Hoàng Nghị cao chạy xa bay, ở bên nhau mãi mãi. Có hiểu hay không? Nếu có một nơi như vậy, chỉ có hai người, mình và Hoàng Nghị, thì tốt biết bao. Nhưng mình có thể tin Hoàng gia không? Điền Quệ, Điền Quệ, cô sao vậy? Diệu Cương, anh làm tôi giật mình. Vừa rồi tôi gõ cửa kêu cô, nhưng không thấy cô trả lời, còn tưởng cô bị gì. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi không sao, tôi ổn lắm. Chỉ là tôi thấy cô hai ngày nay thấp thỏm lo âu. Có phải là cô không ngủ ngon không? Tôi ngủ không ngon, hễ tôi ngủ là thấy ác mộng. Điền Quệ, cô yên tâm, chuyện hôm đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi đảm bảo nhất định sẽ không để cho tên đó hại cô một lần nữa. Hay là thế này đi, chút nữa tôi sẽ thi hành công vụ, cô có thể ngủ đi, tôi ở đây canh chừng cho cô. Để đến khi có người khám bệnh thì tôi sẽ gọi cô. Không cần đâu, như vậy sao được? Nếu như cô suốt ngày không ngủ được, cơ thể sao chịu nổi? Dù sao cũng có tôi đây, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Diệu Cương, anh đối tốt với tôi như vậy, nhưng tôi... Điền Quệ, tôi không có ý gì khác. Cô đừng có nghĩ nhiều, nhanh nhanh nghỉ ngơi đi. Mỉm cười. 1, 2, 3. Anh, sao trong mắt của anh chỉ có Nhược Tư thôi vậy? Cô gái, em hãy nhớ lấy, sau này nhà của chúng ta chính là nhà của em. Thiếu tá, đường ray sắp được sửa xong, tàu vận chuyển nhanh chóng sẽ khởi hành về phía nam. Cô Sakura, thiếu tá, đã đến lúc gặp Triệu Quang Hy. Đã hiểu. Nhất định phải khiến cho cậu ta theo ý của chúng ta. Xin thiếu tá yên tâm, Triệu Quang Hy đã sớm nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Chuyện này hắn làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Đi đi. Dân. Cậu làm gì ở đây? Đại ca, Điền Quệ bị người Nhật dọa, không ngủ được. Em muốn ở đây đợi một lát, cho cô ấy yên tâm ngủ. Tên tiểu tử nhà cậu cũng chu đáo thật. Đại ca, giao một nhiệm vụ cho cậu. Nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành.
Đợi sau khi nhiệm vụ dẫn chuyển đến nơi, cậu phải theo đuổi cho bằng được Điền Quệ. Đại ca, điều này sợ là không hoàn thành được. Cậu nghe tôi nói, trong lòng tôi, cô ấy là em gái tôi. Điều này mãi mãi sẽ không thay đổi được. Du Cương, từ lâu tôi đã cảm thấy cậu với Điền Quệ rất hợp. Tôi gửi gắm em gái ở chỗ cậu, là anh trai đem em gái gửi gắm ở chỗ cậu, có biết không? Được rồi, không nói nữa. Chấp hành nhiệm vụ đi. Anh Triệu, anh xem đường ray sắp sửa được rồi. Anh mà đi thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Sao vậy? Có phải là em không nỡ rời xa anh? Hay là tối nay đừng đi, có được không? Đừng sờ lung tung, đừng có làm loạn nữa. Giả vờ với anh đúng không? Có phải là em giả vờ với anh đúng không? Đừng trả đũa em nói là chuyện chính. Em có hai người họ hàng, ở nhà không có việc gì làm, muốn kiếm cơm dưới tay của anh. Được, hãy bảo cậu ta đến Bắc Bình tìm anh. Họ đang ở Từ Châu. Hay là để họ đi cùng anh xuống phía Nam đi. Em muốn làm gì? Em muốn gài người của em lên tàu sao? Rốt cuộc là muốn làm gì? Anh Triệu, sao anh lại nói trở mặt là trở mặt thế? Tục ngữ nói hay lắm, có chỗ dựa vững vàng thì không dễ. Em là một phóng viên nhỏ nhoi, chính là muốn mượn quy phong của anh. Phóng viên nhỏ nhoi, nhưng tay của phóng viên lại duỗi ra hơi dài đấy. Cô cho rằng tôi là ai chứ? Miệng chỉ nói một tiếng anh Triệu, muốn câu dẫn tôi đúng không? Muốn nằm tôi đúng không? Cô không xem lại cô đi, coi tôi là thằng ngốc sao? Cô hãy nói thật với tôi, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Triệu công tử, nếu như anh đã muốn truy hỏi kỹ càng như vậy, vậy thì tôi sẽ nói với anh. Có điều anh cũng đừng nên sợ hãi. Tôi sợ, tôi nói cho cô nghe, tôi lớn lên cùng với việc đe dọa người khác, hiểu không? Cô nói đi, cô làm gì? Cô muốn gì? Tôi à, là đặc công cấp cao của Nhật Bản. Tôi thấy đặc công cấp cao của Nhật Bản cũng chỉ là một con nha đầu. Cô nói cô là đặc công cấp cao, cô trương thanh thế như vậy có được hay không? Triệu công tử, bề ngoài anh là đặc phái viên, thực ra mục đích của việc lên tàu không hề đơn giản như vậy. Cô muốn gì? Người đời đều nói Lệnh Tôn có bộ sưu tập rất tốt, đặc biệt là yêu thích thư họa. Lần này trên chuyến tàu này chở văn vật, có thư họa của các triều đại cũng như các món đồ hiếm. Bên trong có cả món đồ Lệnh Tôn yêu thích nhất, thiếp Trung Thu. Lệnh Tôn đưa anh lên chuyến tàu đó đúng là đã hao tổn công sức. Cô nói phải có chứng cứ, cô đừng ăn nói lung tung. Không có chứng cứ, sao tôi dám yêu cầu Triệu công tử? Bố đó dở chút thủ đoạn, giữa đường chuyển về phía Tây An. Tây An không phải là địa bàn của chúng ta sao? Đừng nói là thiếp Trung Thu, cả một chuyến tàu bố muốn lấy gì chả được. Anh nói chuyện với bố mình trong văn phòng, tôi đã ghi lại hết rồi. Anh nói xem, ngồi nhỡ đoạn ghi âm này bị lộ ra ngoài, sợ rằng chức vụ phó chủ tịch Triệu không giữ được, đã dậy thân bại danh liệt. Anh cũng khó thoát khỏi liên quan. Cái thứ này là ai để vào nhà tôi? Cô nói cho tôi nghe. Cô muốn ra? Cô buông ra. Tôi chỉ có một câu, yêu cầu của anh. Anh có đồng ý hay không? Tôi đồng ý. Như vậy là đúng rồi anh Triệu. Dĩ nhiên chúng ta là bạn bè mà, sau này nên hợp tác nhiều hơn với nhau mới đúng. Ngồi đi. Vậy cô nói cho tôi nghe, sau khi người của cô lên tàu sẽ không làm nổ tàu chứ? Yên tâm, tuyệt đối chúng tôi sẽ không cho nổ tàu. Nhưng mà những người trên tàu đó đều có hồ sơ, tự nhiên lại có thêm một người, tôi giải thích thế nào đây?
Trong đội vệ binh của anh có một người tên là Nguyễn Dũng, một người tên là Tề Đại Lực. Hai người thân của tôi vừa hay lại trông giống họ, dốc dáng cũng giống, hóa trang thêm một chút, tuyệt đối có thể giả thành thật. Vậy Nguyễn Dũng và Đại Lực làm sao? Đã xử lý rồi. Nào nào, ăn cơm đi, ăn đi. Nếm thử món thịt bằm viên này đi. Mọi người, nào nào. Đã sửa xong đường ray rồi. Đội trưởng Nhậm cho rằng chạy ban đêm không an toàn, nên quyết định ngày mai mới khởi hành, tiếp tục đi về phía nam. Khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi. Con đường nhận chuyển nhân vật rất nguy hiểm. Bát rượu này tôi xin được kính các vị thành viên. Trong đội hộ vệ đã dùng tính mạng của mình đã bảo vệ nhân vật. Quang Nghị, cháu nói vài câu đi. Các liệt sĩ đã dùng máu tươi của mình để bảo vệ dân vật. Những người còn sống như chúng ta nên tiếp tục nhiệm vụ này, đưa dân vật đến nơi. Cảm ơn. Viện trưởng Mã, lần này đường ray được sửa xong, tôi có được tính là lấy công chuộc tội không? Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu. Ông đừng vậy mà, lần này không tính thì coi như làm không công à. Vậy cậu hãy nói cách nghĩ của cậu xem. Chính là sau khi ông về Bắc Bình, nói giúp thầy tôi một tiếng, đừng giận tôi. Chính Thu, cái thằng nhóc này đổ lên đầu chú rồi đấy. Chú Mã, đừng để ý đến anh ấy. Chính Thu, để mặt cháu. Chuyện này chú sẽ giúp. Chú Mã, cảm ơn. Cái gì? Chú Mã, cảm ơn, cảm ơn chú Mã. Mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Thằng nhóc này bây giờ đã đổi giọng rồi đấy. Chú Mã. Được rồi, mọi người hãy ăn nhanh đi. Nhanh đi, chúng ta ngày mai xuất phát. Được, 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 nào nào. Nào. Cho em một chút. Ngon không? Ăn nhiều một chút. Tôi hỏi cô, cô cam tâm tình nguyện dâng Hoàng Nghị cho Nhược Tư sao? Điền Quệ, cô nghĩ cái gì vậy? Nhanh ăn cơm đi. Ăn từ từ thôi, chậm thôi. Nào nào, Điền Quệ, em ngồi ăn với Nhược Tư, anh qua ăn với Diệp Quang bọn họ. Thử món này xem. Nào Điền Quệ, ăn món thịt bằm viên đi. Ngồi xuống ăn đi. Điền Quệ, ăn thêm chút nữa đi. Cái này cho cậu. Đủ rồi, đủ rồi. Điền Quệ, tôi thấy vừa nãy cô không ăn. Sao vậy, không thoải mái à? Tôi không sao. Tôi đã lấy cho cô. Cô mau ăn đi cho nóng. Cảm ơn. Điền Quệ, tôi nói chuyện cô đừng cảm thấy khó nghe. Chuyện tình cảm tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Tôi muốn ở bên cạnh một người cũng không được sao? Có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến người ta là được. Nhưng lúc còn nóng ăn đi, trời lạnh lắm, cơm sẽ nguội đấy. Diêu Cương, anh đừng đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi không cách nào báo đáp anh được đâu. Điền Quệ, thực ra tôi cũng giống như cô, cũng muốn ở bên cạnh một người. Điền Quệ, cô đừng thấy là gánh nặng, cứ coi tôi như là anh trai khác của cô vậy. Đại ca là anh cô, tôi cũng là anh cô.
Cô xem, trên thế giới này, ngoài Nhậm đại ca, lại còn có thêm một người anh nữa là tốt rồi. Có đúng không? Nhưng lúc còn nóng ăn đi, chút nữa cơm nguội mất.